eo thon ngực nở đời kiêu hãnh, chim nữ tâm kinh mãi phát huy, tuyệt học cả đời nâng nhận thức, thân hình chữ S định tư duy. Chim phố đế đời ngàn năm không mất, tuyệt học thể hình sự nghiệp lưu danh, học viên hôn chim độc nhất mình anh, tòa lạc trên cao chim trệ uy nghiêm, tâm kinh được viết bằng tâm huyết trái tim. Chào mừng các bạn đến với THOL Gym quận 7 để đón xem chùm video Gym nữ tâm kinh tầng 2 BA Bio Art. Nghe cái tên lạ không em? Thì tuần trước anh đã hướng dẫn em phần nhóm cơ lower body đây cơ lower body đây, từ đốn đi xuống tới chân tới gót chân luôn, kêu là cơ lower body. Và tuần trước là chúng ta tập với những cái máy BBS, BBD về nhức cơ không? Phê không? Có nhiều không? Nhiều. Thích không? Không. Kỳ vậy? Đau. Đau nó mới sướng. Trong tập gym đau nó mới sướng các bạn, chứ không phải đau là sợ nha. Rồi hôm nay anh sẽ hướng dẫn em một cái phương pháp tập hoàn toàn mới lạ, khó hơn, freeway hơn trên dòng máy BA BioArt. Vậy thì tại sao gọi là BA BioArt? Tên nó là BioArt, Art là đường cong, Bio là sinh học, dịch ra tên máy là đường cong sinh học. Những cái máy kia, ví dụ như em đạp đùi cái bắt cái là nó chuyển động theo phương thẳng, đó là phương tuyến tính. Còn bây giờ đường cong là nó đi đường như nè, nó dứt lên đó. Thì quỹ đạo đường cong nó sẽ dài hơn quỹ đạo của cái đường tuyến tính ngắn. Do đó cơ của em nó sẽ thứ nhất cơ em nó sẽ được tác động nhiều hơn, thứ hai là tính năng freeway của nó nhiều hơn đó, nên nó sẽ hạn chế chấn thương. Và cái thứ ba nữa là nó lạ, nó có sự rung lắc, rồi nó có sự bay bổng đồ, nói chung là nó vi diệu lắm. Chút xíu anh sẽ được trải nghiệm. Và hôm nay anh bật mí cho em là có ba bài tập cực kỳ là độc luôn, lạ mà anh sáng tác, anh chế dành riêng cho kim nữ tụi em đó. Đó là bài quyến rũ sexy đó, là bài kickback đạp chân thẳng ra sao rồi đó, đạp bật ra sao mông cong nhảnh lên khúc rồi đó. Rồi bài thứ hai á là bài reverse outside thigh. Cái trước em tập gì đúng không, nghe đúng không? Bây giờ nó làm kiểu khác nữa, đẹp lắm. Với bài one less press tí xíu sẽ được trải nghiệm. Nhưng mà đó là phần giữa chương trình. Đầu tiên chương trình chúng ta sẽ khởi động với cái máy tập BBMS 245 này thông qua bài squat. Bài squat tuần trước em học là như vậy, body squat. Thì bây giờ nó khó hơn chút xíu là nó cầm thêm hai cục tạ trên tay nữa, mà không phải là tạ dumbbell mà là tạ của máy BBMS. Đây, bắt đầu ở đây, xuống chân rộng bằng vai, xuống đùi song song với sàn, đùi gối không vượt quá mũi chân, thở ra. Đó, chúng ta tập 10 cái. Rồi bây giờ đâu giờ thử đi. Thử nha. Lẹ lẹ ăn tiền bài squat. Bài squat này nó quan trọng lắm, mình phải tập luyện kỹ, từ từ. Tầng 1 là mình tập hack squat, qua tầng 2 là BBMS squat, qua tầng 3 là Smith Machine squat. Nó đi suốt cả đời tập gym em luôn. Nên bài này nó quan trọng lắm. Đè đùi gối, gán đưa mông ra sau xíu à. Đưa mông ra sau để cho cái đùi gối đừng có vượt quá khỏi cái mũi chân nhiều quá. Rồi. Đúng rồi, thở ra. Đó. Phải có đứng tư thế này nè, số từ số 1, phải không? Chuyển qua số 3. Số 1 chuyển qua số 3 ngược lại. Lưng á lúc nào số 4 hết, lóc lưng ưỡn ngực. Đúng rồi. Đó. Đúng rồi, tốt. Tốt. Ok. Tốt. Rồi, tốt. Rồi, thôi được rồi. Rồi, mất tạ này nặng hay nhẹ em? Nhẹ. Nhẹ hả? Dạ. Rồi, nhẹ lên tập chính thức nha. Thêm một cục thôi. Thêm một cục thôi hả? Ờ. Thêm gì được không? Nó không có nặng đâu. Anh nghĩ là em tập được, em thử đi. Không nó nổi. Bây giờ chúng ta sẽ tập 3 set chính thức.
Vô. Tép tém là cho nó xin gái. Ok. Rồi, vô nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thôi. Rồi hạ xuống. Rồi đi vòng vòng nghỉ ngơi. Xíu bước vào set 2. Vô. Set 2 thêm một cục nữa. Rồi. Tốt. 1 2 3 4 5 6 4 cái nữa. 3 2 1 0. Rồi thả tạ ra. Ngon lành. Nữa không? Nữa không? Thêm cục nữa không? Nữa. Nữa không? Thấy không? Em làm được mà. Thôi làm được. Em chưa khởi động vô cơ nó nóng nóng lên cho warm up căng cơ ra cái kiểu tập nó mới tốt được. Không khởi động là không tập được. Sách cuối cho anh. Cuối rồi, sáng này cuối rồi. Rồi à, nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi tí xíu đi rồi tập xong đi anh cho muỗng amino kem. Rồi. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tốt quá trời luôn. Rồi 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 rồi. Vô hàng đi em. Mình phải chơi vô hàng mới được em. Vô hàng mới được nha. Hàng khủng không? Rồi vô một lần nhiều luôn hả? Này intro và cao uống lần ngụm ngụm thôi. Uống ghê vậy. Khát nước. Rồi bây giờ anh sẽ chỉ về một bài tập khác. Cũng là squat nữa. Bài này đối với đàn ông thì nó bình thường nhưng mà đối với phụ nữ nó duyên dáng. Bởi vì anh hướng dẫn tập gym là anh hướng dẫn gì nó động tác đẹp không à. Đó là động tác có tên là front squat. Đó, bây giờ ví dụ như em cầm cái cây nè, em đặt lên cái phần ức của em, đặt đưa vừa đủ chạm thôi, đừng có đặt nặng nó đau. Đó. Đặt đây, nhưng mà cái hai cái tay này của mình là hai cái tay chịu lực nè, để nó giữ cái cây này lại. Đó. Xong rồi chúng ta ngồi xuống. Đó. Bài này có vẻ khó hơn ha. Khó hơn mà đẹp. Này tại cây nhẹ anh cầm vô thôi, chứ một chút vô tạ nó nặng á, nó khác á. Không sao, một chút vô tới anh hướng dẫn em. Em tập cho nó quen trước đã. Em cho nó quen được cái cách cầm. Rồi. Cầm này đúng không? Đúng rồi. Tức là nó cái tạ này nè, nó chạm vô cái ức của em nè. Nó chạm vô phần ức. Nhưng mà cái này nó giữ lại. Chứ không phải là cái tay chịu không thì tay chịu không có nổi. Trên trên cao một xíu em, nó chịu trên trên. À. Cái tay mình dùng cái tay, tức là nó tì vô đây nó mới đúng trọng lực, còn nếu mà nó gớt ở đây thì em nó đâu đúng trọng lực, em sẽ bắt không được. Nó ngửa lên đây. Có khi có tạ nó sẽ quen anh. Ừ. Còn hoặc là có người ta cầm giày. Đấy. À, giày. Nhưng mà họ để vậy nè. Đó, họ để cho đây luôn nè. Để trên đây luôn. Chơi ha. Đó vậy nè. Tức là khi chịu lực cái này nó vai chịu. Vai cơ nó nhiều. Nó chịu lực vô vai. Đó, cái hai cách nào cũng được. Chịu lực vai đỡ hơn tay. Tay thôi. Ok, đó. Ừ, thích nào hơn? Thế này đi. Thế này đi phải không? Rồi thế này đi thì giờ vô đây thử. Bài này có tên là front squat, tập 2 set thôi.
tập cho nó biết được mốc lên máy mix biểu diễn. Rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi, hai cái này chịu lực nè. Rồi ok, dứt chưa, thoải mái chưa? Đó ngon mà, không đó đó đó, ngon ăn không? Nhẹ quá anh. Thì đó, thử mà, cái động tác đầu tiên là thử thôi. Ok. Rồi. Được rồi đúng không? Rồi được rồi. Nhưng mà tí đi vô tập thiệt 2 set. Rồi, 4 cục. Run squat 4 cục. Ok. Rồi. Dứt. Được, ổn chưa? Được rồi. Rồi, dứt. Đúng rồi. Đó. Được không? Vô lượm tiền, lượm tiền. 3 là đó. 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, xuống, hạ xuống, hạ xuống. Hạ xuống rồi đi ra. Rồi, lên luôn, bằng hồi nãy luôn. Chơi 2 cục đi. Ghê vậy? Hơn nãy nữa hả? Tại có anh đỡ á. Rồi, vô. 1 2 3 4 5 6 7 ngưỡng mặt lên. Bài được không? 7 rồi. 8 9 cái nữa. 10. Rồi ok tốt. 6 cục mỗi bên, hai bên 12 cục. Tập được 10 rep. Rồi bữa nay thấy ông lãnh hội bài squat sao rồi? Đó. Căng căng. Rồi bây giờ chuyển qua bài thứ hai tiếp theo, đó là máy PA leg press. Rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn em đến với một bài tập đầu tiên trên máy PA có tên là PA leg press, rất là dễ tập mấy bạn. Rất là dễ tập luôn em ơi. Chỉ cần vô ngồi thôi. Để chân cao cao một tí vô mông. Để chân cao cao một tí vô mông, nữ nên để chân cao cao một tí. Đó, xong rồi hai tay mình cầm này. Dùng gót hoặc là cả cái bàn chân. Đó, chúng ta đạp cho nó về vị trí bắt đầu đó. Mày nhõng nhõng đừng sợ nha. Đừng rung nha. Nó vậy đó, máy PA nó vậy đó. Cái chân vậy chưa nè, thẳng một tí. Không có thẳng dày. Nhớ vị trí thẳng nó quan trọng cực kỳ nha. Nè, cái này thẳng đừng có 100%. Thẳng một tí xíu để đừng khóa khớp. Rồi xong rồi vô. Lóc. Tư thế số 4. Khi mà vô em phải tư thế số 4, em ởn cái lưng lên, dãnh cái mông ra thì nó vô cái đùi này nó mới sâu. Đập. Không, phải không? Đỡ ngực không? Phải không? Wow. Đó. Đặc trưng của cái máy PA nó là như vậy đó em. Em cứ vô em đạp cái em đừng rung nha. Có người tao mới đạp cái tao lao quá trời luôn. À. Cái gì ta? Cao quá. Đó cao hơi lố. Vậy được rồi. Ngồi sát ghế chưa? Rồi ok. Đạp ra thử đây. Đó. Vô. Nhớ vị trí tại gần chạm nhau đừng để chạm em. Đúng rồi. Đúng rồi, thẳng ra đó. Nó nhảnh nhảnh lên đó. Đó. Rồi ok, nhẹ quá đúng không? Em tập được rồi đó. Giờ mình lên tạ tập thiệt 3 set nha. Dạ. Lên mấy cục giờ ta? 1, 2, 3 cục đi gì đó đi. Đại đi. Rồi. Okay. Rồi vô luôn đi, cường độ cao. Hây. 2 3 4 5 6 7 8 nhớ vị trí 9 10. Rồi vô giữ lại nè, vô giữ lại vị trí căng. Giữ lại tí. Đuôi thả. Đừng thả luôn rồi. Nó chạm luôn rồi kìa. Nhớ giữ lại đuôi thả. Rồi, vô. 1 2 3 4 5. Cứ từ thôi.
6, cứ từ từ nè. 7 8 9 10, vô từ từ thôi, giữ lại nè, từ giữ lại, giữ. Cứ vô từ từ thôi, vừa vô vừa giữ. Vừa vô vừa giữ, rồi xong tới đuôi thả ra. Rồi, xong set 2. Chuẩn bị qua set 3. Lên đi anh phụ. Chơi luôn anh, lên 10 cục. Cái gì lên 10 cục? Cho lên kỳ vậy? Tự nhiên nãy 6 cục lên 10 cục tập gì? Này là sai nguyên tắc về tạ rồi nha. Thế nhỏ xuống hả? Nhỏ xuống đi, 8 cục thôi. Em lên phải lên đều chứ, em lên nhiều lần sóc như ốc vậy. Rồi, 8 cục. Rồi, 8 cục thôi, tự tập đi, coi nổi không? Được. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, ok, thả vô từ 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 từ. Rồi. Đứng dậy đi anh chỉ tiếp. Cái bài này nè, cái bài vừa rồi á là nó vô toàn chân luôn, vô nguyên cái chân luôn nha. Nguyên từ đây lên hả? Ừ, chân mông đùi sau gì nó vô sạch hết, nhưng mà giờ sẽ chỉ về một cái bài mà chuyên mông. Ok. Chuyên cái má ngoài của mông vào đùi sau. Bài tập này có tên là One Less Fest, tức là một chân thôi đó. Không, cách ngồi chúng ta phải ngồi xéo. Đó, chân bên này thì đặt cái bàn chân bên kia, tức là cái chân bên trái thì đặt bàn chân bên phải, chân bên phải đặt bàn chân bên trái, đặt xéo như vậy. À chưa? Đó. Đặt xéo như vậy, cái chân này nó hai cách đặt. Cái chân này một để dưới đất, hai là để tạm ở đây, để thôi chứ không có đạp nha. Yeah. Ta đạp chân bên này. Đó. Đạp mạnh ra. 8 cục. Nóng rồi nha. BA này nó bá đạo. Rồi vô. Ok, rồi đó. Đó, khi vô này không là nó tập trung nó ăn vô phần này nhiều hơn. Ok. Đó. Bài tập chuyên mông nha. Đó. Thì nó giống như kia thôi nhưng mà nó đạp một chân. Thôi em được tập cục nào, em tập một cục em nó nặng lắm luôn á. Tập một cục lấy hên thôi nha. Ok. Không biết em tập nổi không nha, hên xui nha. Rồi vô đi em. Anh không biết nặng không mà anh tập anh nhăn mặt á. Tại vì em nên hiểu là cái máy này á, để anh nói nè cho em hiểu nè, cái máy BA á không phải làm tập một cục là tạ nó một cục. Dạ. Mà tạ nó bằng cái khối lượng tạ ở trong, nó cộng với khối lượng cơ thể của em nữa. Ồ. Đó, nó cộng thêm khối lượng của cái ghế nữa. Ngồi thế được chưa anh? Được. Ngồi vậy thì nó ba gai quá, nó đạp được không? Ngồi như nào? Tức cái chân này nè, ngồi vậy thì nó đâu đủ lực đâu, nó đạp. Gì đâu nhẹ tay ngỏ chơi. Vô sau sau một chút coi. Ờ. Nè. Rồi. Rồi. Ok. Gì nhẹ tin là trời hả? Nhưng mà đạp rồi. Nhiều cái nó cũng mỏi đó anh. Rồi thôi được rồi, để biết rồi biết ta thôi. Chỉ rồi. Tập gì thôi, tức là em tập được rồi, giờ chuẩn bị vô chính thức 2 set. Ok. Bài tập 2 set thôi. Set thứ 2 chỉ lên 2 cục thôi. Tại nhiêu thì em chọt. Được rồi, set thứ hai lên cục nữa là được. Ủa vậy sao nãy là nhẹ tin mà. Ok. Nãy là nhẹ tin mà. Rồi, okay. Vậy hai cục. Hai rồi. Cục nha. Rồi, 10 cái nha. Ok. Nặng lắm á. Bắt đầu rồi. Đi. Bắt đầu vô đi. Rồi. Đó. 1 2 Ui nhức kinh. 3 4 hết gãy rồi. 5 quả mi hết hót rồi. 6 7 8 xong vô. 9 10. Rồi, bà mi cái này bà mi tắt hót luôn rồi. Tắt nắng. Rồi, đổi chân. Đó. Đổi chân. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
sâu sâu xíu nào. 10. Rồi ráng đi, vô từ từ. Cái cuối giữ lại cho nó ăn, nó căng cái mông. Cái căng chưa, nó em giữ lại tạ nó gần nhau hay giữ á. Tức là cái vị trí này nè. Cái vị trí mà tạ nó gần, nó gần chạm vào nhau á thì em giữ lại. Thì em giữ lại, lúc đó là cái cơ bắp của em được nó căng nhiều nhất, nó kích thích nhiều nhất. Cái cuối thôi. Ok. Rồi, tiếp tục set cuối cùng. Lên cục nha. Rồi ok, lên đi em. One leg press. Là tổng cộng được 3 cục với cái người của em đó. À, được 3 cục rồi đó. À quên, người em nhẹ thì em đạp nhẹ, đúng rồi chứ còn nữa. Đây người nhẹ đạp nhẹ bạn. Lên. 1. 2. 3. 4. Nè đây nè. Tập này vô đây nè, vô phần tay nè. Đó. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rồi vô từ từ, ráng giữ lại vị trí gần nhất nè, giữ nhìn tạ nha, đó giữ đây được rồi đó. Đó, ở đây nè, nó căng, trời ơi, ông ơi, ông nội ơi. Chịu hết nổi. Đổi chân. Đổi chân. Vậy người ta mới là tập gym chứ. Em tập gym mà em không có kiến thức, em tập không có đúng, em có người boost là nó fail hết. Rồi, vô. Ý cho ca cái nè. 1. Rồi 2 3 4 5 6 7 8 9 Cố lên. 10. Rồi gắng giữ nè. Giữ. Xíu nữa, nhìn. Giữ. Rồi đuổi buông. Đó. Tức là khi mà em giữ em phải tập trung cái đầu em á, nghĩ về nhóm cơ ngay đây nè, để cho cái chỗ này nó chịu lực. Tức là cái trọng lực nó sẽ dồn vô cái chỗ này. Đó. Nó nhức luôn rồi đó anh. Chưa, còn nữa, còn bài chiên mông nữa. Trời đất ơi, muốn tập xong lại phao câu nó bự như parabol vậy đó. Trước khi đến với bài tập mới, chúng ta ôm là bài tập cũ là trước đá nó con bên này nè, nhớ không? Con bên này là BBS Flex Extension. Thì con bên này nó là BA Extension, nó khác cái chữ BBS, chữ BA. Một cái công nghệ thẳng như cái công nghệ cong. Nó rồi đá y chang, không có gì mới ở bài này cả. Bài kia sao bài này đá y chang. Nhưng mà anh sẽ lưu ý số điểm, lên ráng thẳng cái chân ra. Đa phần á là các em lên, các em không có thẳng cái chân nó mới đẹp. Nè mà nói tiếp nè, khi mà thẳng cái chân á là cái mũi hướng vào người, chứ không phải để như vậy. Đó, cái tiếp nha. Nó lên là ráng cái mũi hướng vào người. Cái mũi hướng vào người để cho cơ này nó căng, và cơ này nó căng. Rồi, chúng ta cứ cầm hai cây thôi. Ngồi chỉnh ghế cho nó phù hợp. Chỉnh mấy cái vị trí này nè. Đó. Cái này là ra vô cái càng nè. À, càng lên cao nó càng ép. Còn vậy thì nó hở quá. Hở quá tập không có vô. Đó, chỉnh làm vị trí lên cao cho nó ép. Rồi cái này là cái ghế, cái càng nè. Kéo lên. Nhớ nha, kéo lên chứ phải bẻ ra nha. Bẻ là nó gãy càng. Kéo lên. Đây, kéo lên. Bít tông tự động. Đó, kéo lên. Rồi xong ngồi. Ngồi vô. Đó. Nè, đá nè. 1, 2, 3, đá thẳng lên. Đó, thẳng lên. Thẳng lên nó gần tới cái khóa luôn á. Tức là tới đây đá hết được rồi đó. Thì nó gần tới cái khóa luôn nè. Em thấy không? Khi đá thẳng lên á là cái đùi mình nó được ép nhiều nhất nha. Đây là vị trí bắt đầu cũng là vị trí kết thúc nằm đây nè. Còn này vị trí middle răng nè. Đó, middle răng là mình nhìn ở giữa cái tạ nó gần chạm vào nè. Chọt chừng ngón tay lọt thôi. Là mình giữ lại. Xong mình đá thở ra. Đó. Cái máy này khi đá đó là cái ghế nó chuyển động gần như là mình nằm ngửa luôn. Nè. Cái này có phải là đá thêm cả mình không? Đúng rồi. Đó. Rồi cứ vô thử đi em. Cục đi ha. Thì anh nói rồi, cái bài tập này cái trọng lượng nó bằng trọng lượng của tạ, cộng trọng lượng của ghế, cộng trọng lượng của mình. Còn mấy cái máy kia bằng trọng lượng của tạ thôi, không có liên quan gì hết trơn trọi đó. Ghế hơi sai rồi. Nó sai hay sao? Làm gì anh 1m72, em 1m67, 68 mình cũng xem nhau thôi chứ đâu lùn dữ vậy. Rồi. Đó, nhớ cái vị trí nè, đá hết cỡ rồi. Đó, nhớ nha. Nhớ cái máy nó khựng khựng ở đây nè.
Tức là cái vị trí này vị trí lock của cái máy, tức là vị trí nó tối đa luôn rồi đó. Thì em đá gần tới nó giữ lại. Cái động tác giữ cái này mới ăn tiền. Và lúc đó là cái mũi chân của em hướng vô người nè. Đó, nhớ vị trí đó cho anh. Chậm quá, nhanh hơn chút. Rồi. Chưa hết răng kìa em. Chưa, em phải vô sâu răng đó. Ờ, à, đó. Rồi xong rồi đá lên. Phải nhớ. Tại vì nó nhẹ nên mới đá vậy, chút anh chỉnh cho thêm cục nữa là em không có, em đá nó không có sực sực được như vậy đâu. Đó. 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 Đúng rồi đó. Rồi hiểu chưa? Rồi hiểu rồi thì lên cục đi rồi tập 3 set. Nặng quá à. Nặng quá hà hả? Nặng quá hà hả? Sao nó đâu ở đây vậy? Hả? Đúng rồi, nó ăn nguyên cái mặt luôn mà. Cái động tác nó ăn nguyên cái mặt trước luôn nè. Đó, mặt này nè. Rơi xuống hả? Ờ. Thì còn những cái bài kia nó ăn nguyên chân. Nhưng mà cái động tác nó là cô lập, nó ăn cái mặt trước không à. Nó ăn cái mặt trước chứ nó ăn cái mặt ngoài đây nè. Đó, nên phụ nữ không cần phải nhón mắt chuối nữa. Rồi, dứt. Hư, một. Đó, giữ lại đúng rồi đó. Rồi, hai. 3 4 5 6 chậm chậm thôi. 7 nè giữ lại. Rồi dứt. 8 giữ lại. 9 giữ lại. 10 giữ luôn. Rồi từ 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 từ. Cái vị trí tạ gần chạm vô kìa, nhìn kìa. Tới đó hay giữ. Đó, đó, giữ 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 cái này, giữ đó. Gồng cái này là giữ nè. Đó, xong rồi mỗi mình thả ra. Ok, một set. Trời, cái máy này nó lâu quá. Phải đâu thôi chứ sao. Anh thấy ghê không? Tại vì cái đường đi nó cong. Nó cong, nó làm cho cái cơ này nó bị kéo ra dài hơn. Nó bao giờ cũng vậy thôi, đi từ điểm A qua điểm B, đường thẳng đường gần nhất. Nhưng mà đường cong thì đường nó sẽ lâu hơn. Thì cơ bắp cũng vậy nữa. Đường cong nó sẽ làm cho chuyển động nó dài hơn. Và nó ép ác hơn. Đó không? Nó đau hơn. Nó ép ác hơn chứ. Rồi tiếp. 1 2 3 4 5 6 7 8 cái nữa nè, 9 cái cuối nè. Ôi dữ. Ok, rồi hạ vô từ 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 từ. Hạ vô. Hạ vô, phê không? Căng cơ nè, phải không, phê không? Phê không, phê không, phê không? Rồi, set 2 kết thúc. Đi ra đi, đi ra đi, đi hỏi nó cho nó phục hồi. Đi ra lắc lắc cái giò vài cái. Đi ra lắc lắc cái giò vài cái vậy nè. Lắc cái giò, ờ đó, vậy đi. Trời ơi, giò đơ rồi lắc đừng nữa đâu. Lắc lắc cái giò vài cái. Vô. Vô nè, 1, 2, 3, vô. Đúng rồi. Rồi xuống. 2 3 4 5 6 7 8 9 cái cuối. Giữ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi hạ xuống từ từ từ, gần điểm cuối giữ nữa nè. Tới đây giữ được rồi đó. Giữ giữ giữ. Rồi xong rồi cứ giữ mà hạ chậm chậm em. Đó, đúng rồi đó. Đó. Đó, đó. Đó. Ok. Quá đã. Quá đã. Rồi đây là chiếc máy PA Les Call. PA Les Call. Thì mình đã từng tập một cái máy là BBS Front Les Call là cái máy kia. Là nằm xuống móc đùi tập mông tập dù sao. Thì cái máy này nó tập chức năng nó y chang như máy đó rồi đó. Nhưng mà nó khác máy đó hai điểm. Thứ nhất là máy này thiết kế tôi thấy ngồi nó tập nó sẽ kín hơn. Okay. Nó kín hơn có nghĩa là khi mà anh tập cái máy đó nằm ở ngoài không gian trống trống đó thì có thể có người ta nhìn này nọ ABC. Nhưng khi người ta ngại hay nọ đó người ta không tập hay là tùy mỗi người. Thì người ta người nào cái gu người ta thích kín hơn người ta sẽ tập những máy dạng này. Ví dụ mà tập máy này thì thôi máy kia, mà tập máy kia là thôi máy này à? Tập hai cái kết hợp cũng được không sao? Nó đều là chức năng, đều là tập, nó tập cùng một chức năng. Đó, nhưng mà cái máy này á, thì nó đường cong, máy kia đường thẳng. Nó sẽ cho một cái chuyển động rất là khác. Mà cái khác đó thì em vô em tập em mới cảm nhận được. Yeah. Đó, cái này chỉnh nè. Đầu tiên mình chỉnh cho nó lên vị trí trên đây.
để cho nó cao, để mình ra mình vô cho nó thoải mái. Thấy không? Rồi xong mình đặt cái chân mình vô đây. Đó. Rồi mình kéo thằng này ra. Kéo này ra mình hạ xuống vị trí thấp nhất để nó khóa cái chân lại. Đó. Cho nó vừa vặn, mình cảm thấy vừa vặn. Cái bát này nó không được chặt đùi gối nha. Nó phải nằm ở phía trên đùi gối. Em lên đây em nhìn mới thấy nè. Cái đùi gối anh đây nè. Dạ. Yeah. Đó. Nó khóa trên đùi gối chứ nó không được khóa ngay đùi gối. Khóa ngay đùi gối thì không có tập được. Rồi tới đây. Cũng công thức cũ, cái mũi chân nó chĩa về mình. Cái mũi chân nó chĩa về mình, dứt. Nè dứt nè, kéo sâu vô. Sát vô hết cỡ luôn. Sát hết cỡ bắp chuối em nó chạm với cái mí ghế nè. Dạ. Đó, giữ lại. Giữ lại lúc này là cái đùi của em nó đang móc làm sao á, đùi sau nó đang móc rất là nhiều. Đó, và hai tay em cầm đây. Đó, không cần dựa ghế cũng được. Ok. Đó, bài này tập mông cái đùi sau nè. Khó nhất là vị trí trên đây, là phải kìm lại nè. Cái vị trí này là khó nhất, vị trí tạ gần chạm á, khó nhất, kìm lại. Này gồng thấy bà luôn á, dứt. Nè, nè, vô nè, dứt. Dứt là dứt lại người chờ phía trước nè. Cái tay dùng kéo nhẹ nè, dứt. Đó, không đơn giản rồi nè, dứt. Đó, rất là mỏi cái đùi sau. Em tập bài này đùi sau cái em như tan chảy vậy đó. Tan chảy luôn. Em thử đi. Thử một cục. Hít thở thì anh không nói nữa, tại vì hít thở nó giống như kia rồi. Dạ. Giờ em đã biết hít thở rồi. Nữa. Cho nó sát vô, giữ được. Rồi. Bắt chân về đúng rồi đó. Không cần dựa ghế làm gì đâu. Nhưng mà em bị thưa nè, em cái lưng em nè. Sai sai chưa? Chỉnh cái ghế lên. Em dựa ra. Đó, cho nó cao cao lên. Đó. Rồi. Dứt lưng cái rồi. Dứt ưỡn cái lưng ra. Ưỡn cái lưng ra để cho nó móc vào nhiều. Đừng dựa ghế nhiều em. Dựa ghế nhiều cái tướng mình nó trời nó. À đó, thà vô đi cho đẹp. Rồi. Đó. Vậy em thấy, cá nhân của em thấy giữa cái dựa ghế với cái không dựa ghế cái nào thoải mái hơn? Không dựa ghế, không tập ấy hơn. Không dựa ghế nó thoải mái hơn đúng không? Dựa ghế thì vẫn thoải mái hơn nhưng mà tập nó sao sao á. Đây em thử hai cái, bây giờ em tập hai móc hai cái dựa ghế, móc hai cái không dựa ghế. Rồi từ đó mình chọn ra một cái phương pháp tập. Anh á thì anh rất là hạn chế dựa ghế. Đó là cái cách của anh. Rồi đó là dựa, dựa thì nó cũng có cái hay của dựa. Rồi giờ em không dựa đây. Em không dựa em tập được. À không dựa mình dồn lực nhiều hơn. Dồn dưới cái phần khi mà em không dựa cái này nó ép vô nhiều hơn đúng không? Cái đùi sau đó ép vô rất là nhiều. Đúng rồi. Ok, thì em chọn cách không dựa. Mà dựa thì kiểu như là lưng của mình nó có cái điểm tựa ấy, thì nó không vô lắm. Đúng không? À. Nó kiểu nhẹ hơn ấy. Tức là ý em nói là khi mà dựa ghế thì em sẽ tập được nặng hơn. Còn không dựa ghế tập nó nhẹ hơn nhưng mà nó vô nhiều hơn. Đúng. Ờ. Vậy thì không dựa hả? Thì tùy em thích, anh đó thì anh không dựa, anh ít dựa lắm. Anh hạn chế mới dựa ghế đó. Set đầu tiên ha. Set đầu tiên vậy nhẹ không? À, vừa đó anh, em tí lên. Rồi vừa thì thôi chơi thử một cái đi, 10 set 10 rep nha. Ê. Rồi vô. BA record 1 2 móc sâu sâu xíu nữa coi. Hết cỡ luôn rồi hả? Rồi. Ok. Đó. Đó. Đó, nhanh quá, cái động tác ra chậm lại. Ờ, đó, rồi dứt. Mấy rồi ta? 7 đi. 8 9 10 giữ. Đó. Thả ra, thả ra. Đau cơ chân sau không? Đau cơ đùi sau phía dưới này không? Đau dọc từ đây lên đến đây luôn. Ừ, nó phải đau vậy nó mới đúng. Tức là cái động tác là nó móc sâu hơn kia nhiều. Nó hơn cái kia là thằng kia đó. Làm ép cái bập nó tới đây nó bị vướng rồi, nó không lên được nữa. Nhưng mà cái thằng này á nó dài hơn. Nó đi từ ngoài đây nè, móc một cái bập vô tới đây luôn nè. Đúng rồi. Là móc như vậy á thì nó vừa vô cái chân này mà nó vừa tới cái mông tới đây luôn. Xếp 3, ủa xếp 2. Hơi. 2 3 4 5 6 7 8 ưỡn ngực ra đây, 9 10. Đó. Cái lóc lưng lại ưỡn ngực ra, nó phải ra cái thế đó em. Rồi xong rồi mà thả từ từ.
tập nó phải ngoài, nó ngoài hiệu quả, nó phải beauty nữa. Chết coi. Dứt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nhìn xấu quá. Ưỡn ra. Ok. Rồi xong. Ngoéo. Ngoéo gì ngoéo, còn những bài mông huyền thoại nữa ngoéo ngoéo gì. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với bài tập kickback. Bài tập kickback ở động tác này thì nó thăng bằng nó hơi khó. Nó thường nó dễ rung lắc này nọ kia, nói chung là nó đứng hơi lắc lắc cái chân. Thì nhưng mà bài tập được cái lợi thế là nó đẹp. Em tập động tác là lên video, lên hình hay rồi chụp hình ảnh nó sẽ rất là đẹp. Và cái thứ hai nữa đó là mình luyện cái khả năng thăng bằng freeway để cho lên những giáo án tiếp theo mình có thể tập freeway tốt. Vậy thôi, bài này thì mình thực hiện mỗi bên đó là 2 set, mỗi set là 10 cái. Rồi bây giờ móc vào giật lại đây. Giật lại bài kickback nha. Bài này chưa giật mà mới có chụp hình hôm bữa. Rồi. Thì khi mà nói nè, khi em tập á, vị trí người em ráng thấp, cái chân này có cao lên tí à. Ok đó, thấp cho cái người mà nó vu nó song song với sàn nè. Cái chân đó, cái chân khi mà thu chân vào nè, tức là cái chân co nè. Khi mà co thì em phải co tới cái điểm mà làm cho cái mông nó căng. Em phải tự cảm giác được cái điểm vị trí đó. Và cái vị trí đó là cái vị trí tạ nó gần chạm vào. Nếu mà em co vào á mà cái mông em chưa căng á thì em phải đứng ra xa tí nữa. Em đứng ra xa tí nữa. À. Và em đạp á, em đạp phải đạp bằng cái gót. Em đạp thẳng cái chân ra sau luôn. Em đá ngược cái chân ra sau, đạp thẳng ra. Đúng rồi, đó, đó, ok. Đó, vị trí này mới được nha. Mấy cái sau ráng đạp vậy đó. Rồi xong rồi thu vô. Thu vô đó, xong rồi đạp thẳng ra. Đúng, chính xác. Đó. Rồi đó, em hiểu bài rồi đó. Cái bài này là dạy khó lắm luôn á. Không, cái tay á thì mình vịn vô đây hoặc là vịn vô anh như nè, đó cho nó thăng bằng. Rồi được em tập đẹp rồi, em tập đẹp rồi, không cần tập nhiều, nó dợt thôi. Thì giờ mình sẽ tập khối lượng tạ thật. Giờ thường theo em khối lượng tạ thật của em là nhiêu cục? Thêm cục nữa đi. Thêm cục thôi hả? Có 3 cục vậy. Rồi đâu, biết đâu bên này tập được, bên kia nó không tập được. Rồi xét đầu 3 cục rồi, ok. Nó có chân thuận nữa đúng, cái này là nói chung là tập cái này á là nó cô lập vô cơ mông. Nó to mông mà không to đùi là cái nhất, cái thứ hai á là nó luyện khả năng thăng bằng và vóc dáng nó đẹp. Đó. Ok. Đúng rồi, cái động tác vô của em tốt đó. Ráng vô cho căng cái mông lên. Đó, vô như hổ vồ mồi vậy đó. Dứt. Điểm 3. 4 rồi đó. Quên 5. Đạp bằng gót nha. 6. Ok. 7. Cái cuối giữ lại nha. 8. 9. Cái cuối giữ lại nè. Rồi, cái cuối giữ lại. Giữ lại nha, ráng cái cuối giữ lại nè. Đó. Rồi. Vô từ 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 đi. Nó luyện khả năng thăng bằng nữa. Đó. Rồi hạ chân xuống. Rồi. Đau mông. Tập mông mà nó phải đau mông thôi chứ tập mông mà đau khác sao được. Rồi tới cái chân kia. Đau luôn cả đùi. Thôi. Rồi, cái này khó nè. Rồi, rồi. Chưa được. Nè, dịnh vậy chứ, dịnh vậy đi. Ok, dịnh lên đi rồi, đạp đi. Đúng rồi. Ráng cao cao lên nè. Đó, có. Rồi vô. 3 4 5 6 7 8 9 10. Tốt quá. Đứng lên. Đó, hầu hồ nó cứng ngắc luôn nè. Thôi. Nè nè, lô sắp vô nè, nè nè, không. Nó dẫn lên một cục luôn nè. Chân thẳng bằng nè, dẫn lên một cục luôn nè. Đó. Ngon chưa? Rồi, xong nghỉ mệt tí. Em mong. Nhưng mà tí, nhưng mà tí. Chỉ thôi, chỉ là phải ăn tiền rồi mấy em. Set cuối. 4 cục. Kickback BBMS 245 kickback bắt đầu. 1. 5 cục cũng được nữa. 2. Cao lên nào. 3, đúng rồi.
4, chính xác. 5, 7, 6 và 3, 6, 8, 9, 10. Nói cái cuối phải chỉnh cho nó ra form. Khó tập lắm, bài này rất khó tập. Đó, các bạn tập không được cũng sao, từ từ tập nha. Không phải ai tập bài này cũng được đâu bạn, khó lắm. Rồi, tiếp tục. Bài replay chua lắm, dẫn đâu. Chân bên này mới chua nè. Chân bên đó không phải chân thuận, em trụ không có vững thôi. Nó chứ giống như học võ vậy đó. Cái chân nào mình thuận mình đá đẹp lắm. Chân không thuận. Còn chân kia thì nó hơi nó yếu yếu một chút. Rồi, dứt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuối nè, 10, 10. Rồi, được rồi, thả xuống. Rồi, tốt. Méo cái mông rồi. Tốt. Giúp lên xíu để em tháo coi. Ok, rồi. Rồi, cuối cùng anh sẽ hướng dẫn em một cái bài tập trên cái máy cũ. Nhưng mà bây giờ là bài tập mới. Nó sẽ khó hơn, nó sẽ freeway nhiều hơn. Nó là reverse outer thigh. Hồi tuần trước á, em tập là outer thigh bình thường, ngồi ở đây banh 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 ra. Còn bây giờ là reverse, nó sẽ khó hơn. Em đứng nó không có điểm tựa nữa. Em đứng trên đây. Hai cái đùi gối em chạm vào đây. Tay em vịn vậy luôn, đúng không? Em dang ra. Rồi, xong rồi em thu vào. Khi này á, ráng lóc cái lưng lại, đưa cái mông ra sau để cho nó tác động vô mông nhiều. Rồi cái việc mà gọi là nhấp nhô, em có quyền em nhấp nhô. Ví dụ như là khi mà xuống vậy đó thì em thấp người xuống vậy cho nó vô nhiều hơn và cho nó đẩy ra mạnh hơn, còn lên á ép lại không? Này nhẹ với anh quá à. Đó, cái tay nên vịn đây nè để mình điều khiển luôn cái bát nè. Đó, đó, lóc lưng lại nha, xong rồi ra nè, lên. Nó là đảm bảo là đang tập cái phần này nè. Dạ. Ok. Anh tập phải full cây. Ghê vậy? Ừ, nhẹ quá nó lắc. Em cầm ở đây được không? Cầm ở đâu cũng được. Nè, cái chân em chưa vào, nó chưa tháo. Em phải vịn ở đây để em điều khiển luôn đi. Em vịn ở đây để em điều khiển luôn cái này. Chứ em không điều khiển cái này, em tập chưa quen, nó rớt cái bát ra sao. Rồi, ok, rồi vô, đúng rồi, ra, đau này là đúng, rồi, ok, tập cho nó quen quen tí đi, vô tập thiệt. Nó revert nó sẽ khó tập hơn kiểu kia. Rồi, đứng sát vào cũng được. Rồi, ok, ráng lóc cái lưng. Đúng rồi. Rồi, ok. Đau không này mới được nha. Đau hai bên á. Rồi, tạ này nhẹ hay nặng vậy em? Vừa đó. Khó tập hơn. Khó. Bài này sẽ khó tập hơn so với bài kia. Khó quá. Tại vì cái này nó cứ đi vô đi ra hoài. Nó freeway mà, nó phải ra vô tập hai bài chứ. Em tay em vịn nó đúng rồi, em vịn trên đây em không điều khiển được đó đâu. Ờ. Đó. Rồi. Được chưa? Chưa được, lưng cong. Chưa được. Rồi luyện bên này chua nha. Dạ. Rồi đó, lưng vậy à? Đó, lưng vừa được rồi đó. Đó. Đừng để chạm vào, giữ lại. À đó. Không, đó. Giờ em giác ngộ lý tưởng rồi đó. 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 Vô, ok, em mới nhớ cái điểm chạm. Em nhớ điểm chạm để em giữ lại nè. Rồi, vô đi tập bình thường đi. Giữ. Ừ, dứt ra. Ok.
giữ, dứt ra. Ok, đó, giữ. Ok, rồi hiểu chưa? Ok. Rồi hiểu rồi, ra nghỉ xíu đi, vô tập thiệt 4 set rồi đó. Rồi ok, set tập thứ nhất của bài Reverse Outer Thigh bắt đầu. Đúng rồi, cố lên. Bây giờ mình tập chưa quen á, cứ tập cho nó đúng cái đã. Rồi sau này mình quen rồi mình vừa đúng mà vừa đẹp nữa. Cái bài này phải luyện vài lần nó mới quen được chứ không thể nào mới tập mà tập đẹp được đâu. Lên. 6. Đúng rồi đó, 7. 8. 9. 10. Khá đó. Rồi, từ. Rồi. Rồi, set 2 bài Reverse Outer Thigh. Mức tạ là 60 pound. 1 2 Ủa lộn, 80 pound, không mấy chục. 90 pound. 5. Nó quen rồi đó. 6, tốt. 7, tốt. 8, 9. Mổ sâu nữa, càng đẹp nữa. Ok. Ở lên. Rồi, mổ sâu á, tức là cái người em nó gặp sâu, chứ không phải là cái mông nó xuống sâu. Cũng là vị trí đó, nhưng mà cái người em nó thấp xuống á. Cái chân không? Cái mông cái này nó vẫn cao cao lên tí đi. Đó. Ok. Thấy không? Tức là cái... Ê, đừng gãy chân anh. Nè. Cái này nó thấp, nó sẽ nhìn thô, đúng không? Cái này nó cao cao nè. Ok. Đó, nó cao cao lên nhưng mọi người gặp sâu xuống. Gặp song song sàn thôi. Ok, đó, nó sẽ đẹp hơn. Rồi xong em lên nè, em lên em ép vô cái nhã từ ra đã. Bao sexy quyến rũ luôn. Anh đang đứng đây em để tập một cái nữa, anh kể như ngày mai anh đi xa lăng luôn. Hai càng nó tán vô đầu lắm chứ không giỡn đâu. Rồi, set 3. Vô nha các bạn, set 3. Mức tạ vẫn 90 pound. Rồi, dứt. 1. Rồi, lên đi, tập bình thường. 2. 3. Đó. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Giữ cái ngoài. Rồi đó. Ok, cầm vậy còn đẹp nữa đó. Con xe nó thôi đó. Rồi vô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cuối nè, 10 giữ. Rồi hạ được. Rồi giữ, hạ vô từ từ, đuối hạ vô từ từ. Nhức cái mông. Rồi banh cái mông luôn. Rồi tạm biệt outer thigh. Không. Rồi, bữa nay bây giờ mình sẽ tập cardio để phục hồi thôi, nhẹ nhàng thôi. Bữa nay mình cardio nhẹ thôi. Rồi chúng ta sẽ tập cái máy này. Cái máy đạp xe này cardio phục hồi rất tốt cho ngày cơ chân. Thì ngày cơ chân chúng ta sẽ tập những cái bài nhẹ nhàng như vậy rồi. Em đạp đi coi nó thẳng trò chưa? Nè, em giữ cái vị trí thẳng xuống đây nè. Thẳng anh coi chân thẳng chưa? Nó chưa được thẳng lắm. Thôi nhưng mà vậy được rồi. Khi mà em tập như vậy á thì cái cơ chân nó mới gồng liên tục nó tập. Còn nó thẳng quá thì nó sẽ bị dựa, nó không tốt lắm. Anh ta nghĩ vị trí này là vừa cho em rồi. Kiêu hãnh chim nữ tâm kinh mãi phát huy, tuyệt học cả đời nâng nhận thức, thân hình chưa ít địch tư suy, lực tấn công trên bờ mông phòng thủ, body nòng khỏe vệ như xanh nam nhân, chim nữ tâm kinh do trình bất hủ, nâng tầm phai đẹp giữa xã hội tinh anh, khi sexy đôi bờ hông kịp bay, lúc tiêu kiều bên động tác bên rào, ngực nhấp nhô từng bước cardio. Functional cùng free quay khi phát cuộc đời ngạo nghễ.
nghệ chi sống một lần. Nam nữ bình đẳng cả chiêm lắng đời, chăm lo kinh tế phát triển công ơi. Nâng tầm cuộc sống cùng anh ta luyện tập nữ quyền, giờ đây khác suy nghĩ sửa rồi, không ăn phận bỏ hoang trong xô bếp. Tuyệt phẩm thân hình nhất chuyên đầy chất thép, đẹp sắc vẹn tài khẳng định nữ hùng anh. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.